sanh bạn đó mà. Chị, rồi cái công cuộc sanh bạn đó nó có suôn sẻ không? Không, đâu có dễ, vì là chị đã có một cái tâm lý rồi. Bác sĩ á, mà khám cho chị nói là vì 9 năm á, chị mới sanh. Cho nên nó là giờ phút sanh giống như sanh con so vậy đó. Chị có hỏi rất là rõ ràng á, ví dụ như là bây giờ bác sĩ tiêm thuốc rồi gì cho chị á, thì là sau mấy tiếng tiêm thuốc để mà sanh em bé. Thì bác sĩ nói 7 giờ sáng chị tiêm thuốc thì là 1 giờ, khoảng chừng 1 giờ trưa chị sanh. Thì chị nói thôi, em đẻ con trâu mà sanh ban ngày, con em nó cực như trâu vậy. Tiêm cho em 1 giờ thì 7-8 giờ tối em sanh, con trâu nó đi ngủ rồi con em nó sướng. Cũng chiều vào bầu, tới 1 giờ đêm bạn mới ra. Trời, ngủ sâu luôn, mẹ còn đòi gì nữa mẹ. Con chẳng những con ngủ để bạn, con không có ngủ đâu, phải chi bạn ngủ bạn quậy. Không, ý là con chào đời đó, không phải ở cái đoạn con ngủ bình thường đâu, mà con ngủ sâu luôn đó. Vô phòng chờ á, bạn cứ ngóc đầu lên hoài à. À, bạn không có chịu xuống để mà ra. Mà nước ói thì bác sĩ nói là cứ rỉ rả ra vậy đó. Thì bác sĩ quyết định là phải tách ói để cho bạn tống, bạn tự đạp bạn ra. 1 giờ đêm nè, buồn ngủ quá. Trời ơi, khi mà chị sanh bạn đó ra, bác sĩ, chị chỉ nghe được bác sĩ nói là con trai. Và bạn rất là phi phường. Chị nghe được như đó là chị ngủ mất tiêu rồi. Trời ơi, tính ra lần nào chị đi sinh cũng rất là năng động chị Phúc ha. Trời ơi. Tới bé thứ 3 thì sao chị? Bé thứ 3 thì là 2 năm sau chị sanh Lan. Cho nên là bác sĩ nói là cái việc sanh đẻ của chị là sẽ nhẹ nhàng hơn. Không, em đang quan tâm đến cái đoạn cái ngày đi đẻ của chị thôi. Mỗi bạn đều có một cái giai đoạn để nhớ. Tới cái bạn thứ 3 đó, ngày cuối của thai kỳ mình đâu có ngủ được. Mở điện thoại lên coi, trời ơi, nay là ngày 13, 14, không ngày 15 mà con mình không ra thì thế nào ngày 16 cũng ra, với cái tình hình đau bụng như vậy. Không được, không được, 16 ra là người ta cúng cô hồn. Trời ơi, ghê quá. Chỉ có ngày 15 thôi, ngày 15 là người ta ăn chay, con mình nó hiền lành em. Như Phúc xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Chat với mẹ bỉm sữa. Trời ơi, thương quá. Lịch sự dễ sợ không? Chị ơi, bây giờ chúng ta hãy bắt đầu câu chuyện với lại hành trình mang bầu nè. Đầu tiên, để mà có cái hành trình mang bầu thì chắc chắn là chị phải có bầu cái đã. Và cái thời khắc mà chị biết tin chị mang thai á, cái đứa đầu tiên nó như thế nào? Chị nhớ không? Nhớ chứ. Tại vì tức là Lan nói chị là nhớ không, là tức có lẽ là chị nhiều quá đúng không? Em sợ là lâu quá, cái đứa đầu tiên á nó lâu quá cái chị không, quên. Không, thường người ta nói là cái gì mà cái cảm giác đầu tiên á là luôn đi theo mình suốt. Vậy là bạn đầu tiên bao nhiêu tuổi rồi chị? Năm nay 20 rồi. Ôi trời ơi, tôi muốn thừa kế, tôi đi về liền ngay lập tức luôn á trời. À, biết sao không, mọi người á, khi mà nghe mình nói là bạn gái đầu của mình là 20 tuổi, ai cũng có cảm giác đó. Đúng rồi chị. Xong mình cứ đùa với mọi người rằng là chắc có lẽ em đẹp quá cho nên người ta cưới sớm. Chắc có lẽ em đẹp quá cho nên người ta cưới sớm. Không, đôi khi cũng phải sớm, mà nhiều khi có những cái dạng nhan sắc bất chấp tuổi tác và thời gian. Vậy bạn nhỏ nhất là bao nhiêu tuổi chị? Bạn nhỏ thì tháng 10 này mới được 2 tuổi. Rồi vậy bây giờ chị vui lòng ngược thời gian về 21 năm về trước giùm em đi. Chị biết tin mang bầu ra làm sao? Tại vì là cái bé đầu tiên cho nên cả hai vợ chồng đều trông ngóng cái ngày mà thai kỳ. Cho nên là tháng nào cái chồng cũng hỏi có trễ không em. Xong rồi cái bắt đầu cái ra mà nói anh ơi giống y vậy là buồn. Xong cái ngày đó là mình nói là trễ. Là ông xã tức tốc đi mua que. Lúc đó thì mình mới có 20 tuổi, thật sự thì không có hiểu biết gì nhiều. Thì ông xã thì lớn hơn 16 tuổi, nên là về cái mức độ mà chững chạc hiểu biết thì ông xã là người nhiều hơn mình và luôn luôn hướng dẫn mình. Ông xã cầm que xong rồi là tay ảnh run luôn. Ảnh không nghĩ là ảnh sẽ có con. Vì là phiêu lưu nhiều nhưng mà chưa có em bé. Đó là ảnh là 36 tuổi rồi. Đó cho nên là cái việc mà ảnh lấy mình rồi xong rồi trông ngóng một đứa trẻ thì là cái việc hiển nhiên. Còn đối với mình thì nó quá mới mẻ. Vì thương ảnh quá cho nên mình cứ nương theo cái gì mà ảnh muốn.
Vậy tính ra lúc đó cái người mà tim đập chân run hào hứng với cái que hai vạch lại là ảnh nhiều hơn là chị. Mình lúc đó thì mình thấy người mình thương, người mình yêu vui hạnh thì phúc. Mình cũng cảm thấy mình vui. Vậy thì cả một cái quá trình thai kỳ của chị nó có suôn sẻ không? Không, chị nghén tới 4 tháng rưỡi mới hết. Thai cũng nói mày nghén vậy mà mày đẻ tới 4 đứa hả? cái câu nói mà mọi người luôn luôn hỏi ngược lại mình là như vậy. Trời ơi, bây giờ mà nói tới chuyện nghén vẫn còn sợ. Vì là không những không ăn ngon mà nó còn bắt em phải ăn. Xong rồi là thở cũng không được ra. Nữa. Có trả ra không? Trả ra luôn. Chuyện hàng ngày luôn. Chuyện hàng ngày luôn, không phải là một ngày một lần, có khi một ngày hai ba lần luôn. Nhưng mà ở bốn bạn có giống nhau về điều đó trong thai kỳ không chị? Như nhau hết. Trời ơi. Mà có chỉ khác nhau một cái điều là ăn uống nó khác nhau thôi. Đó là cái món mà mình có nhu cầu nó khác thôi đúng không? Chứ còn cái sự mệt mỏi dần tới dần lui là như nhau. Trời ơi, thở không nổi, không hiểu lý do tại sao mà thở không nổi nữa. Rồi xong cái cứ quên dần thì qua khỏi 4 tháng rưỡi là hồi nào không hay. Ừ, mình bắt đầu bình thường lại. Như bây giờ ăn uống hay là cái gì á, mình luôn luôn quan tâm mà để ý. Vì là cái độ tuổi của mình với lại nhiều lần sinh nở. Rồi cái nghề nghiệp của mình nó đúng không rồi. Cho phép mình được thoải mái trong cái việc ăn uống. Mà mình thì là có tâm hồn ăn uống, cho nên mình nói cuộc đời sướng nhất là lúc có mang thai. Ăn một cách hợp pháp đó hả chị? Ăn cho nó đã xong không phải suy nghĩ tới cái cân nữa. Dạ. Cho cảm thấy hạnh phúc lắm. Chị bây giờ chị còn nhớ những cái ngày mà chị chăm em bé không? Cái đứa đầu tiên của chị là cách đây là 20 năm rồi, 21 năm. Hầu như là chị quên rồi chứ chị mới nhớ đâu. Khi mà chị chăm hai cái bạn con trai kia đó, nó hoàn toàn khác với cái bạn gái đi. Nhưng mà nó lạ là khi mà chị sanh cái bạn gái này nè, thì những cái thao tác mà chị chăm sóc hay là vệ sinh cho bé gái, nó làm chị nhớ giống như một cái cú phim quay chậm. Nó làm cho chị nhớ lại cái bạn gái đầu dễ sợ. Mà lúc đó thì bà ở tuốt đi ở bên xa, bà đi học rồi. Thế là chị ôm con chị vào lòng, cho bạn nhím ti mà. Trời ơi, nhớ bé Xu hồi xưa nó ti làm sao quá. Nó nhớ dễ sợ mà đâu biết chia sẻ với ai. Mà hồi nhỏ đó, lúc mà đẻ nó ra là năm 2000 chứ không được giờ Lan. Tại vì nhà chị là con đầu lòng á, rồi má chị hay rước về nuôi. Là phải nuôi hết cữ, là 3 tháng má chị mới trả về. Cái chị phải bị nằm chiếu rồi cũng xong có quạt than dưới quê mà quê cá cơm bô hơ la. May mắn là vậy nè, chị sanh ngay mùa mưa, nằm than nó cũng ấm. Em bé đâu có không có mặc tả giấy, mặc cái tả mà chị nhớ cái tả vải tam giác. Trời ơi, tả đó lúc đó là bà mợ chị còn may cho chị đó, lúc đó chưa có bán nữa Lan. Xong rồi may cái yếm mặc cho ấm ngực đó. Nhưng mà biết sao không, rồi yếm đâu có đủ cung cấp, bạn tè ra ướt hết trơn à. Cái câu mà nói là hả, chỗ ướt mẹ nằm chỗ cô con nằm là ý chang chị với cái bạn đầu tiên. Cứ hả nằm chiếu mà cái giường bà ngoại cho có nhiêu đó, mà đêm cái nhích bạn dời bạn hồi cái là mình phải nằm chỗ ướt, còn chỗ khô phải chừa cho bạn nằm thôi. Vậy là nhờ bạn cuối cùng mà chị lại nhớ lại hết tất cả những cái gì diễn ra đối với bạn của cái bạn đầu tiên. Để chị có gọi qua chị nói cho bạn nghe không? Chưa có chia sẻ. Vậy là đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên là nếu mà bạn nghe chương trình thì bạn mới biết được. Bạn mà biết như vậy á, bạn sẽ nhõng nhẽo với mẹ nhiều hơn. Vậy hả? Bởi vì 20 tuổi bây giờ vẫn còn mẹ, mẹ, mẹ. Mặc bộ đồ ấy, mẹ có mặc cái này được không mẹ? Nói trời, con quyết định đi. Bây giờ có cái chuyện nhỏ như vậy con cũng kêu mẹ thì sao con quyết định được chuyện lớn. Nói được chưa có ráo nước miếng để quay là mẹ cái này được không mẹ nữa rồi. Không, em nghĩ gì nè chị, thực ra mình cứ cũng giống như chị đang làm, là khuyến khích thôi, con cứ tự quyết đi con. Con hãy quyết cái mà con thích, nhưng hãy đón nhận những cái lời kêu gọi đó một cách vui vẻ. Bởi vì sẽ có rất nhiều ông bố bà mẹ thèm cái cảm giác của chị. Bây giờ cái bạn 20 là cái bạn mình phải mệt về tâm lý nhất á. Đúng rồi, tại vì con thực sự trưởng thành rồi. 20 đủ lớn về mặt sinh lý và về mặt tư cách pháp nhân thì rõ ràng là con được thừa nhận cái sự độc lập của con rồi. 18 tuổi là thừa nhận. Chị, nhưng mà em nghe nói là lúc chị đi đẻ là chị tự lái xe đi nữa. Cái đó là bạn trai đầu tiên của chị nghe đau bụng răm răm. Bởi vì chị không có cái cảm nhận được với em là vỡ nước ói xong rồi mình đi. Chị
có thấy một cái dịch nó lạ lạ nó ra là chị cũng nghi ngờ rồi. Xong rồi chị, ông xã chị đi công tác vài ngày, thì lúc đó chị gọi điện thoại cho mẹ chị dưới quê lên, rồi chị có một mợ nữa, rồi kêu hai bà già qua. Rốt cuộc giờ làm sao giờ, đồ đạc lỉnh khỉnh đó em, thôi thôi thì lên xe rồi con chở đi chứ giờ làm sao giờ. Rồi chị lái xe vô tầng hầm của bệnh viện, xong rồi lên ngồi, rồi hai bà già làm sao đi làm thủ tục cái ký cái này ký cái kia rồi đóng tiền cái nọ, đó chị làm luôn. hai bà già ngồi đó, khi khám xong cái bác sĩ quyết định nhập viện cho chị. Tối chị nghe má ơi sao mà nó buồn quá má, thôi mình đi ăn bít phê đi má. Hả? Bắt đầu đi xuống, chị phải lén lấy quần áo thay ra rồi đi trốn bệnh viện ra đi. Trời ơi, cái gì rồi sao cái cụm từ là trốn bệnh viện. Xong đi ăn về bình thường, chị nằm bệnh viện khoảng 3 ngày sau mới sanh bạn đó mà. Chị rồi cái công cuộc sanh bạn đó nó có suôn sẻ không? Không, đâu có dễ, vì là chị đã có một cái tâm lý rồi. Bác sĩ á mà khám cho chị nói là vì 9 năm á chị mới sanh, cho nên nó là giờ phút sanh giống như sanh con sò vậy đó. Chị có hỏi rất là rõ ràng á, ví dụ như là bây giờ bác sĩ tiêm thuốc gì cho chị á thì là sau mấy tiếng tiêm thuốc để mà sanh em bé. Thì bác sĩ nói 7 giờ sáng chị tiêm thuốc thì là 1 giờ khoảng chừng 1 giờ trưa chị sanh. Thì chị nói thôi em đẻ con trâu mà sanh ban ngày, con em nó cực như trâu vậy. Tiêm cho em 1 giờ thì 7-8 giờ tối em sanh, con trâu nó đi ngủ rồi con em nó sướng. Cũng chiều bà bầu, tới 1 giờ đêm bạn mới ra. Trời, ngủ sâu luôn, mẹ còn đòi gì nữa mẹ, con chẳng những con ngủ để bạn con đâu có ngủ đâu, phải chi bạn ngủ bạn quậy. Không, ý là con chào đời đó, không phải ở cái đoạn con ngủ bình thường đâu mà con ngủ sâu luôn đó. Vô phòng chờ á, bạn cứ ngóc đầu lên hoài bạn không có chịu xuống để mà ra. Mà nước ói thì bác sĩ nói là cứ rỉ rả ra vậy đó. Thì bác sĩ quyết định là phải tách ói để cho bạn tống, bạn tự đạp bạn ra. 1 giờ đêm này buồn ngủ quá. Trời ơi, khi mà chị sanh bạn đó ra, bác sĩ, chị chỉ nghe được bác sĩ nói là con trai và bạn rất là phi phường. Chị nghe được như đó là chị ngủ mất tiêu rồi. Trời ơi, tính ra lần nào chị đi sinh cũng rất là năng động chị Phúc ha. Trời ơi. Tới bé thứ 3 thì sao chị? Bé thứ 3 thì là 2 năm sau chị sanh Lan. Cho nên là bác sĩ nói là cái việc sanh đẻ của chị là sẽ nhẹ nhàng hơn. Không, em đang quan tâm đến cái đoạn cái ngày đi đẻ của chị thôi. Mỗi bạn đều có một cái giai đoạn để nhớ. Tới cái bạn thứ 3 đó, ngày cuối của thai kỳ mình đâu có ngủ được. Mở điện thoại lên coi, trời ơi, nay là ngày 13, 14, không ngày 15 mà con mình không ra thì thế nào 16 cũng ra với cái tình hình đau bụng như vậy. Không được, không được, 16 ra là người ta cúng cô hồn. Trời ơi, ghê quá. Vậy trời. Chỉ có ngày 15 thôi, ngày 15 là người ta ăn chay, con mình nó hiền lành em. Trai quang ngày rằm, gái mùng 1. Gái mùng 1, trai ngày rằm. Chị mới biết câu đó là sau khi mà chị sanh bạn đó ra. Trong cái sự tính toán ngày rằm của chị, và một người bạn vô thăm nói cho chị câu đó, cái chị hỡi ơi luôn, chị không biết sao, nói xin lỗi mẹ, con cũng không có sao hết mẹ. Mẹ hoàn toàn là chỉ biết khúc đầu mà biết khúc đuôi. Ủa nó có nhiều phiên bản lắm, nó có phiên bản là sao, nó có phiên bản chị là... khi chị đây, nghe cái câu đó chị cũng hỏi chị Lan Lan luôn á. Nó có nhiều phiên bản là trai ngày rằm gái mùng 1 hoặc là trai mùng 1 gái ngày rằm, tức là nó là hai cái ngày đặc biệt mà người ta ghép cái giới tính vô, thì nó cũng lại có rất nhiều cách hiểu. Đó là một câu nói để nói về những đứa trẻ mà nó sinh vào những cái ngày đó thì tính khí của nó rất là dữ dội. Nó không làm tướng này thì cũng làm tướng kia. Đó. Dạng thứ hai là ý nghĩa rất là tốt, theo kiểu là đây cũng là những đứa rất là phi thường, những cái đứa mà coi như làm rạng danh thì thôi cái nào cũng được. Mà cuối cùng em nghĩ vậy nè, cái nào tốt thì mình chọn, mình tin. Đúng rồi. Vậy thế là mình tận hưởng cái thai kỳ của mình nó tới đủ tháng, đủ ngày rồi mình đi sanh luôn. Hầu như em bé nào chị cũng sanh trước ngày dự sanh của bác sĩ là 1 tuần tới 10 ngày. Riêng cái bạn cuối cùng là tới ngày dự sanh rồi mà bạn chưa ra. Có bạn đó là trở quẻ so với ba anh chị phía trước. Mà thương luôn cả bác sĩ á. Bác sĩ nói là Phúc ơi, sắp tới ngày sanh rồi mà bác phải có một cái việc rất là gấp, đi về quê ở Huế á. Nhưng mà thôi để bác dặn nó, nhớ nha con, đợi bác vô rồi con hãy ra. Trời ơi. Con đừng có ra đột xuất nha. Mình dặn vậy là nó nghe vậy đó Phúc. Con vậy chứ nó nghe, nó hiểu biết hết. Thì chị cũng yên tâm, mà chị cũng hồi hộp. Nhưng mà mãi tới khi bác về rồi thì tới ngày cái là bệnh viện lại nhắc chị là đến lịch khám, chị lên chị khám chị đó. Bác nhìn chị bác nói, ủa
chứa chữ xanh nữa hả Phúc? Con em nó ngoan từ trong bụng luôn. Rồi bác làm sao? Bác có lại phải dặn nó lại một cái lời khác không? Là bác nói là bây giờ bác về rồi, thoải mái đi con, không phải gồng lên nữa. Đó thì bác nói là tới ngày dự sanh mà không ra thì bây giờ mình mời bé ra. Mẹ có thích không? Hay là chị vẫn tiếp tục đợi sanh? Mình mời em bé mình ra. Đúng đi rồi. Bác em cũng nóng ruột nhìn mặt lắm rồi. Khi siêu âm ra hả mà bác nói con gái một cái quên mất mình có bầu. Vì sao chị? Thì chị mong con gái. Rồi ba bạn kia? Ba bạn kia là chị có bạn gái đầu rồi, hai bạn trai giữa. À mình muốn có một cô gái một, nữa. Một bé gái cho nữa. Cho nó đều, cho nó đều đẹp mà chơi. Đẹp nữa em. Đó. Tại bác thân mà. Mà bác cuối là đàn ông á mà nó trời ơi mừng quá bác ơi. Ôm mắt hôn nhịn nhịn. Ôm mắt hôn nhịn nhịn. Ủa chị, vậy cái lúc mà chị đi sanh á, sanh cái bạn nhỏ, bạn gái là chị có làm điệu không? Có chứ, con gái mà. Con gái mà Lan. Tại vì mấy bạn trước thì chị không có được biết lắm. Cái sau này cái thấy có nhiều người họ làm sau này họ làm lại cái clip ảnh, cái lúc mà họ đi sanh như thế nào, cái chị cũng thấy hay. Thế là chị làm. Ban đầu thì chị tự quay xấu quá, cái con trai chị nói đưa đây con quay giùm cho mẹ. Đó, thế là con trai chị cầm cái iPad của nó quay chị phải lựa cái áo đầm bầu còn mới nha, nguyên mạc nha, phải lấy chai nước hoa mà chị thích, rồi chị lựa cái màu cây son chị cũng chưa dùng bao giờ mà cái màu chị thích nữa, chị đánh lên trước cái ngày đó. Đó là chị massage bầu, tắm rửa gội đầu sạch sẽ, sáng là chị đưa hai bạn của chị đi học, xong chị lựa hai cô bạn cũng điệu đưa chị đi sanh, rồi vô bệnh viện đo huyết áp làm sao, đo số cân, nói chung là mọi cái chị đều lưu lại hết. Trời ơi, một cái cuộc đi đẻ hết sức là relax, hết sức là tận hưởng. Nhưng mà chị biết nãy giờ em vui dữ lắm, em vui cực kỳ. Em có người đồng hành với em. Bà ngồi đây rất là nhiều số rồi nhưng mà bà chưa tìm được cái người đồng cảm, cái đoạn mà make up rồi đi đẻ giống bà. Ủa vậy hả Lan? Rồi rồi em đó. Em là em đau bụng đẻ rồi nhưng mà em vẫn ráng em make up cho đẹp rồi em mới đi vô trong bệnh viện. Lan xong rồi vô cái Lan quyết định mổ bác sĩ. Dạ không người chị. Ta bắt mình tẩy trang. Đúng rồi. Đúng rồi. Em đang định hỏi chị tới cái đoạn tẩy trang. Bác sĩ nói là cứ làm như là đi diễn vậy. Đây là đi trùng mổ đồ các kiểu. Đó, vô sát trùng tẩy trang. Còn em á là em chờ đẻ lâu quá phấn đồ nó tuột hết chị ơi, tuột hết nền đó chị. Không bị tẩy cũng vậy à. Đây em là coi như là trang điểm lồng lộn, không phải để đi đẻ mà là đi dạy. Xong rồi cái chưa kịp dạy cái vỡ ối cái đi đẻ đó chị, mà cái giữa xung quanh mình bao nhiêu người la liệt đau đớn vật vã, cái mình ngồi mình tẩy trang chị không giống ai hết, rất bẻ bàng. Bởi vậy mỗi người một kiểu. Em thấy không, hai bé trai ở giữa của chị á là bao nhiêu tuổi rồi hả? Một bé năm nay là 11 tuổi, còn một bé kia là 9 tuổi. Như vậy thì chắc chắn là cái chuyện mà phụ chị để chăm bạn, cái bạn nhỏ gần 2 tuổi là được rồi. Thật ra thì là ban đầu thì mình không có nghĩ là mình dạy bạn đó, nhưng mà mình nhiều việc quá, bắt buộc mình phải dạy bạn để mà bạn giúp mình trong cái phải việc nhờ chăm em. Mình phải nhờ đúng không? Hiệu quả không chị? Kỹ năng lao động được đánh có giá hơi cao vụng về chút xíu. Hơi vụng về. Panda với Cola coi em giùm mẹ nha, để mẹ đi xuống nấu cơm. Thế là một chút, mẹ ơi, em tè, hai thằng chạy mất tiêu. Rồi xong cái là chị chạy lên một cái là cái chị nhỏ đâu có để yên, đứng đó đợi mẹ lau dọn. Bẹp 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 vắng tùm lum. Cái sự dọn dẹp của mình nó lại nhiều hơn nữa. Thế là chừng không quá 3 lần như vậy chị cũng chịu không nổi. Chị nói gấu cô La, con không có được như vậy, con phải biết giúp mẹ chứ. Bây giờ mẹ hướng dẫn nè, gấu con thấy mẹ làm không? Bây giờ em tè rồi con phải bồng em lên như vậy. Rồi cô La nắm cái quần kéo ra, bồng em ra chỗ khác để em đừng có dặm nước tùm lum như vậy. Giúp mẹ như vậy rồi kêu mẹ lên thì mẹ làm. Một ông thì nắm lên, còn một ông thì kéo nha. Đúng rồi. Sợ. Người ta cũng trai 9 tuổi chứ bộ. Thôi sợ nước đái. Sợ nước đái, sợ dơ đó. Đúng. Đó vậy đó, chịu nổi không? Nhưng mà có làm. Có làm đó. Thôi kệ, có làm là được đó. Với xong cái chị chia sẻ cái điều đó với ba, cái ba cảm thấy cũng hứng thú và cũng có lý. Bắt đầu ba truyền đạt kinh nghiệm để bắt đầu nhẹ. Là bây giờ ba vệ sinh cho em xong, một đứa thì phải đi lấy chai phấn để bôi cho em, còn một đứa thì chạy lấy tã, rồi bắt đầu dạy cách mặc tã cho em.
Đó. Vậy là gia đình hòa thuận và hợp tác là rất là dễ thương. Không phải hòa thuận hợp tác mà tại vì ba mẹ thấy là có người làm nó đỡ. Đơn giản vậy thôi. Như vậy chị lợi dụng hai đứa cháu em quá hả? Không, em nghĩ là em ủng hộ chị trong đoạn lợi dụng đó đó. Bởi vì sau đó chúng ta một ngày quá vất vả nè, các con giúp mẹ không chỉ đơn giản là giúp mà thực ra nó là phương thức để cả hai bạn đó trưởng thành nữa. Nhưng còn đặc biệt quan trọng nữa, đó là còn đôi trẻ trong nhà đó, đôi trẻ bự nhất trong nhà đó, đó thì cũng có cuộc sống riêng tư đúng không? Cũng cần phải có thời gian để sức khỏe rồi này kia kia nọ. Tức là em đang nãy giờ em có một cái đoạn thắc mắc rất lớn là ảnh đã rất hồ hởi cách đây 20 năm với cái việc sinh con. Và sau đó mình đã có một lộ trình 4 đứa. Thì cái sự hào hứng đấy nó còn hay không? Ôi chị ngạc nhiên với bạn đó lắm em. Bạn đó tới bây giờ vẫn tràn trề năng lượng. Vẫn muốn sinh nữa hả chị? Không muốn sinh nữa. Khi mà chị thông báo là chị bị vỡ cái kế hoạch là cái bạn gái cuối cùng á, là coi như là bản thân chị đã hoang mang rồi. Nhưng mà anh ấy rất là bình tĩnh, bình tĩnh đón nhận. Đón nhận nhưng mà mắc cỡ. Tại vì bây giờ mình lớn tuổi rồi mà chân bây giờ ngọn. Chị để ý thì thấy bạn cũng rụt rè lắm, rụt rè y chang trai mới lớn vậy chị. Giống như là giống như là quen một cái cô nào đó cũng có bầu vậy đó. Đại khái là vậy, một cái tâm lý mà chị tưởng tượng ra như vậy đó nha. Ủa người đàn ông mà em biết rồi vậy. Em đã từng làm việc chung vậy đó Lan. Xong cái là mọi người chúc mừng. Cái là bạn ấy được tiếp theo động lực. Chúc mừng xong rồi mọi người còn ghẹo. Cho nên hay quá cho em xin kinh nghiệm đi quý cô tá lạ. Chị, em có một điều em rất là thắc mắc từ hồi xưa tới giờ luôn. Đó là chị là một nghệ sĩ nè. Cái công việc của chị là thường xuyên phải make up, thường xuyên phải trang điểm, rồi đứng ở dưới đèn, đứng dưới nắng. Nó sẽ ảnh hưởng đến làn da rất là nhiều. Rồi bây giờ thì sau khi mà chị sanh con nữa, mà em thấy ngày hôm nay chị đứng trước mặt em, da dẻ chị rất là đẹp. Một cái mà khẳng định thêm là mọi người cứ ai cũng nghe nói chị sao trẻ vậy. Đúng rồi chị, hồi nãy mà, em giật mình á. Mà Lan một đứa, Lan thấy bận rộn với chị 4 đứa là đúng không rồi, có thời gian cho bản thân cỡ nào. Nhưng mà chị nghĩ là cái độ tuổi của chị là bắt buộc phải bổ sung thêm vitamin. Cho nên buộc lòng là phải dùng tới collagen. Cho nên là chị uống collagen mỗi ngày. Mà chị thay đổi cái diện mạo mạnh mẽ như vậy á, thì thật sự là cũng nhờ có Adiba. Sau một cái khoảng thời gian nhất định mà chị dùng á, thì chị bản thân chị cũng thấy là thay đổi rõ rệt. Đó, những cái vết chân chim là bắt đầu cũng mờ, rồi da rờ vô nó mượt mượt. Mỗi lần mà hài lắm, mỗi lần mượt anh mượn tay coi. Rờ rờ. Mượt không mượt không. Bà phải như vậy. Thưa quý vị, thì nói chung là chị Phúc là một người sống rất là tích cực. Chị mang năng lượng tích cực đến với rất là nhiều người. Và trong cái mục mà mẹ bỉm nhắn gửi như vậy thì chị cũng có cái ý là nhắn đến các chị em phụ nữ chúng ta là hãy có một cái suy nghĩ thật là tích cực và biết chăm sóc bản thân của mình. Biết làm đẹp cho bản thân của mình thì mình sẽ đẹp trong mắt của chồng nè. Rồi tất cả mọi chuyện nó cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn. Và mình sẽ thoải mái hơn trong cái cuộc sống của mình. Không có cái gì bức bách, không có gì khó khăn hết. Đúng không chị? Đó là các bạn cứ việc mạnh mẽ, suy nghĩ tích cực và thay đổi tích cực. Bạn nhìn bạn sẽ cảm thấy đẹp. Mà khi bạn đẹp, bạn tự tin, bạn cảm thấy là yêu đời, thì ngay cả những người chung quanh bạn, bạn cũng đối xử một cách rất là có thiện cảm, vui vẻ hơn. Chứ không phải trước đây là mình đối xử không có thiện cảm, mà là hơn nữa. Thật sự là em muốn ngồi nói chuyện với chị tới sáng mai lận kề. Tại vì em biết là còn nhiều câu chuyện để mà nói lắm. Nhưng mà thời gian thì có hạn. Rất là cảm ơn chị đã nhận lời tham gia chương trình, cũng như là cảm ơn câu chuyện của chị đã chia sẻ với tất cả mọi người.